Triển lãm 89 tác phẩm của 71 nghệ sĩ triển lãm tranh sơn mài lần này được tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là sự kiện đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các thầy cô đã truyền dạy những kiến thức kinh nghiệm trong sáng tác, nhất là kỹ thuật chất liệu sơn mài truyền thống, loại hình nghệ thuật đặc trưng Việt Nam. Phòng tranh lần này thật đa dạng, phong phú, đầy màu sắc và kỹ thuật xử lý trong chất liệu khiến chúng ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc với sự quan tâm của 71 tác giả đã mang đến người xem 89 tác phẩm thể hiện về con người, cuộc sống, phong cảnh, mang nhiều ý niệm truyền tải thông điệp yêu thương đến mọi người với cảm xúc của người nghệ sĩ trong sáng tạo. Cũng trong triển lãm này, chúng ta được đón nhận những tác giả đã quay trở lại với hoạt động mỹ thuật qua tác phẩm trưng bày trong triển lãm này. Đây là thành quả hoạt động qua một năm nhìn lại hành trình lao động nghệ thuật của các tác giả và câu lạc bộ sơn mài truyền thống của Hội Mỹ thuật thành phố. Bằng tình yêu nghệ thuật, bằng tấm lòng của các thế hệ học trò tiếp nối, hôm nay đây với những tác phẩm được trưng bày trong triển lãm là những bông hoa tuyệt đẹp gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kính chúc thầy cô những người đã mang nguồn năng lượng sáng tạo đã truyền lửa nghề đến các thế hệ học trò bằng tấm lòng và nhiệt huyết luôn mãi là tấm gương phản chiếu những hình ảnh cao đẹp của người thầy. Chúc các thầy cô, các tác giả và các bạn đến dự buổi lễ hôm nay luôn giữ mãi tình cảm tốt đẹp về tình thầy trò. Chúc tất cả niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Thank you.
Thank you.